Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ thì Duy đang có mặt ở showroom lúc khoảng tầm 4 giờ các bạn nha. Đó, bởi vì là Duy chuẩn bị giao các chiếc xe C180 AMG cho Tiến các bạn ở Hàm Tân, Bình Thuận ha. Nếu mà các bạn có xem cái video clip mà Duy đăng cách đây mấy ngày á, là Duy giao xe ở Phan Thiết á, thì các bạn cũng sẽ biết Tiến ha. Tiến, Duy có ghé nhà Tiến cho Tiến xem cái chiếc xe C180 AMG nè. Cũng như là như cái lời hứa, Tiến nói là qua tuần Tiến thanh toán cũng như là giao xe cho Tiến ha. Đó, thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ha. Duy bắt đầu là bây giờ là 4 giờ rồi, dự kiến là khoảng tầm 7 giờ Duy sẽ có mặt ở nhà Tiến để mà giao cái chiếc xe C180 AMG này cho Tiến. Đó, thì bây giờ cũng không có, nó còn rất là tối các bạn, nên là Duy không có quay được gì cho các bạn xem rõ ha. Thì một lát nữa khi mà đến nơi giao xe cho Tiến thì chắc cũng sáng rồi. Đó, thì Duy sẽ quay thật là rõ các chiếc xe C180 cũng như là cho các bạn gặp Tiến luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại Hàm Tân, Bình Thuận. Trời ơi, hẹn anh 7 giờ giao xe mà giờ còn ngủ nữa. Tới rồi. Trời đất ơi. Tới nhà, tới chỗ công ty em nè. Nha, ra đi nha. Gì mới gọi tiếng mở cửa các bạn, còn ngủ á. Đi sớm quá. Bữa nay anh mới thấy cây nha đam mà nó to vậy luôn á. Hả? Biết rồi, nhưng mà bình thường cái cây nha đam nó đâu có to gì mày, hay là cái giống này nó to vậy? Cái bình thường cái nha đam nó đâu có to dữ vậy? Để em ngủ chưa dậy anh ơi. Chưa dậy hả? Bình thường mấy giờ em mới ra công ty? Hả? Đi chơi nè, mà bữa nay có làm. Nhân viên mấy giờ nó mới tới? 8 giờ. Có đâu cũng lâu lắm. Nói mẹ em đổi cho em cái chiếc 350 mới giờ đó. Sao anh? Đổi qua 350 đi. Ôi, thì rồi. 350 mới giờ đẹp, anh thấy người ta mua quá trời luôn em. Không, với thắt 300i mới đẹp. 300 mẫu cũ đẹp hơn đúng không? 300i mà, anh thắt ý mới đẹp. Thì bây giờ nó ra 350i rồi. Nhưng mà anh thấy cái mẫu 300i nó vẫn đẹp ha. Hồi dưới này học lớp 12 mà em mua rồi. Ủa, học lớp 12 là mẹ em mua hả? Ủa vậy chiếc này đời đời mấy? Đời 29. Ông 219 mà nó học lớp 12 rồi, trời, mình nó tính nghĩa mình già quá. Bây giờ mưa em cửa. Ở đây mưa. Đi vô coi tham quan vòng coi. Nhà em thì mấy xe tải? Em ở 2 chiếc thôi mẹ. Ừ, có 2 chiếc xe tải ha. Ở cái này là gì vậy Tiến? Mai rửa anh. Mai rửa. Đây đâu cho anh coi coi. Để thanh long vô đây. Đổ. Đổ long đây nè. Để long vô bồn này ha. Nước có nước, bắt đầu nước này, đổ thanh long nè, cái này chạy motor đẩy lên này, chạy lên. Motor nó đẩy cái thanh long nó nổi lên đúng không? Dạ. Đẩy cái thanh long nổi lên nè, mấy cái xe à, đúng rồi, cái nước, lỗ đó. Mấy cái lỗ nước này nè đúng không? Ừ. Mấy con đĩa đó. Vậy hả? Dạ. Rồi nó chạy qua đây. Dạ. Còn cái chỗ này là sấy ha. Cái này hả? Sạch ra, sạch. Sạch luôn á. Sạch lên. Sạch lên cho trái thanh long nó sạch nè đúng không? Dạ. Rồi nó ra chỗ nào? Nó ra ngoài đây. Đây là nó bị bỏ như vậy đó. À, nhưng mà lúc nó ra đây là nó khô luôn chưa em? Chưa. Chưa khô đúng không? Dạ. Rồi qua cái vỏ này, để vô cái vỏ này. Ừ, rồi đóng thùng. Dạ. Nó phải khô mấy ống thùng chứ đúng không? Không, ống thùng luôn, ống thùng vô kho. Ủa. Nó lúc mà nó ướt thì sao, để thùng giấy vô hả? Bữa nay là thanh long ở đây là nó đang hết mùa hả cha? Hết mùa. Hết mùa đúng không? Dạ. Nhưng mà thanh long của mình là quanh năm là đều có mà đúng không? Dạ. Tại vì nó trồng bằng đèn mà. Đúng hả? Rồi. Để em bật cái điện này cho nó sáng. Anh có ông khách hàng ở Bình Dương chuyên làm những cái thùng giấy cạc tông này nè.
Mấy cái thùng giấy này thường em đặt ở đâu? Ở đây luôn hay là ở chỗ nào? Các thùng này hả? Ờ. Thùng này ở ở trong Đồng Nai trở về sao? Đồng Nai hả? Dạ. Ờ, anh khách hàng của anh thì anh ở Bình Dương. Ở Đồng Nai cũng có nữa, ông có Đồng Nai, ở xưởng ở Đồng Nai nữa. Là chuyên nhận làm mấy cái thùng giấy này nè. Mấy thùng giấy cạc tông rồi thùng giấy cho bên Thanh Long em nhiều lắm, rồi bên xuất khẩu. Rồi chuối nữa. Đủ thứ thùng thật không á, anh thấy là bữa anh nói chuyện với là ảnh. Ồ, kho lạnh hay em? À, kho lạnh hả? Lạnh quá. Ở đây là bao nhiêu độ? 2 độ. 52 độ. Bên đây thì 3 máy. Ba máy mà bữa nay bên đây là đi là cái kho này nó to gấp 3 lần cái kho bên kia hả em? Dạ đúng rồi. Mỗi kho này nó chạy. Ừ. Bữa nào hàng nhiều thì mình để qua đây đúng không? Dạ. Đây 3 máy rồi. Ừ. Quá trời quá đất luôn. Có làng ở Thanh Long á, chắc cần nhập về luôn, đầy đầy hết kho luôn ha. Cái này nó giống như cái tủ lạnh rồi đúng không em? Cái này như cái tủ lạnh rồi không? Cái này là gì? Thường này là bằng ấy hả? Bằng cái chất cách nhiệt cái này đúng không? Giống như cái tủ lạnh nhà đúng không? Bữa nay mới thấy được cái tủ lạnh to dữ vậy em. Nhưng mà nhỏ anh có nhiều cái công ty của cái này to lắm. Dạ. Thì kho nhiều mình phải làm cái phòng lạnh nhiều. Em ngủ đây luôn hả? Trong phòng em ngủ trong phòng luôn. Rồi ba mẹ em ở nhà. Ờ. Bữa nay là hết hàng rồi ha. Dạ. Làm hết hàng rồi ha. Chứ bữa anh tới thì công nhân thấy làm quá trời. Dạ. Em thường tháng mấy là vô một cao điểm? Bây giờ cũng có nè, bây giờ có ít rai với anh. Không, nhưng mà tháng mấy mà em làm cao điểm nhiều nhất? Thường tháng mấy? Gần Tết. Gần Tết hả? À, qua Duyên, quá em nhiều lắm. Ừ. À. Rồi, xe của em để anh. Đó. Trời, nãy giờ chưa ngó luôn á. Sĩ ơi, xuống luôn anh Sĩ ơi. Trời ơi, đẹp. Xuống chưa? Bữa nay nhận xe có nôn không? Thấy em có nôn chưa vậy? Nôn là người ta tối là người ta không có ngủ luôn. Em bình thường à. Nôn là tối người ta không ngủ luôn, còn anh xuống còn ngủ nữa mà nôn gì? Cứ bình thường. Em tưởng anh chắc rồi, chắc là 8 giờ mới tới. À. Dạ. Anh Sĩ anh đi trễ không thôi, giờ mẹ tới lâu rồi. Để ngon luôn kìa. Cảm ơn em nha. Chúc mừng em nha. Chúc em công việc lúc nào cũng thuận lợi nha. Dạ, ngày càng như là phát đạt. Dạ. Cũng như là có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc xe cho dạ. Của em đi với em. Xin cảm ơn anh. Ở đây mấy cái quà tặng xe cho anh này. Em này nha. Cái hãng này nó còn để nguyên như này rồi nha. Cái này là cái lưới để thằng đồ. Tặng em cây dù. Cái là một cái xếp vỏ để đồ. Ha. Dạ. Để sẵn đây hết. Còn đây là mấy cái giấy tờ, mấy cái calo, mấy cái cách hướng dẫn sử dụng ở đây. Nha, dây sạc điện thoại cho em. Ủa anh, cái số ở đâu ta? Số cùng số máy đúng không? Dạ. Ủa hiểm hay sao? Đây, qua đây. Ok, giờ hai anh em mình đi sáng ha. Đổ để túi luôn.
mẹ em trẻ hả? Dạ, mẹ mới có 4 mấy tuổi hả? Vâng. Có mình em hả? Mấy em gái. Mấy em gái em nhỏ hả? Dạ. Nhiều tuổi? À, 14, 15 tuổi. Về nhà hai, hai anh em. Dạ. Em có hay gặp họ không? Anh họ không? Có, lâu lâu gặp anh em uống cà phê. Mình biết xài hết đâu á, đâu cần anh sử dụng, hướng dẫn sử dụng đâu đúng không? Dạ, biết chi, anh chỉ mấy cái này thôi được rồi. Trời ơi, mấy cái này mà em nhìn vô khác anh biết hết rồi. Sao biết hay vậy? Có chạy mẹt chưa? Chạy rồi, lắm chạy rồi. Xe bạn em hả? Dạ. Hầu như giờ anh giao xe anh thấy anh ít hướng dẫn sử dụng của em ơi, ai cũng biết hết à. Dạ, đó lên mạng coi tìm hiểu rồi. Giờ trên mạng đầy ha, mình nhìn coi mấy video clip biết quyết hết ha. Dạ. Đá quá nơi. Xe 180 chạy ngon mà. Ngon không? Ồ, ngon, da giọt lại ghê á. Máy 1.5 thôi mà giọt không không? Dạ. Giọt mà im luôn à. Nhà anh Thọ quẹo đây nè đúng không? Không, hiện tại trên kia, hẻm bên kia đúng không? Dạ. Đợi qua đầu tháng đi. Thấy chiếc bà giảm rồi anh đóng mua đóng thế vậy. Dạ. Ủa mà em tự làm đây được mà đúng không? Dạ. Bê em anh. Bê em rồi. Đó. Thế mình nhớ không? Ba tiếng nè. Đại gia đó. Để anh quay cái nhà cho anh coi. Đại gia đó mà ổng vậy đó. Phải không Tiến? Dạ. Bình dân nha. Ba em đơn giản nha. Đơn giản lắm. Đứng tiếng lên đi. Ôi. Đi ăn sáng luôn nha chú. Chạy theo con. Bơm em đơn giản lắm. Đây này cái thấy bản vật tư thủy nhau không? Nhà đang xây á. Đâu? Đây này, thấy là đang xây lại mấy cái. À, của em có vật tư nữa, bán vật tư xây dựng ha. À, có chiếc xe đậu ha. Nhà em kinh doanh hay một tư xây dựng hả? Không, cái là xưa thôi. Hồi xưa bán nông sản buôn bán đồ anh. Ừ. À, em muốn xây nhà đây nè, mẹ mua đất đây nè. À, ủa, xây nó mặt tiền luôn hả? Dạ, nhà em mặt tiền không à, mẹ chơi mặt tiền không à. Có mặt tiền đường quốc lộ luôn. Dạ. Chạy giọt ghê không ha? Dạ, giọt. Anh ghi anh ơi. Từ đây xuống Phan Thiết khoảng tầm 20 cây nữa hay mà. 40 cây anh. 40 cây hả? Dạ, đi đổi tiếng á. Dưới thị trắng anh, chẳng nghĩ chỗ em cũng thị trắng. Chiếc này giá 1,5 tỷ mà anh thấy ngon quá mày. Chạy đậm quá anh ơi. Đậm lắm. Đậm mà em ghê á. Nhiều khi mình nói mình chạy, mình bán xe mẹt, mình khen xe mẹt. Chứ anh thấy chiếc xe này cái giá nó hợp lý mà. Đúng rồi. Giá 1,5 tỷ mà. Anh muốn bước giảm trước bạ này kia nó còn nhiêu tiền đâu anh. Còn có 1 tỷ mấy à. Giảm trước bạ nữa, đâu còn nhiêu đâu. Người được khuyến mãi rồi nữa ha. Tính ra cái giá xe này nó tốt quá trời. Mà anh thấy mọi người vậy mà còn đi tìm xe lướt ở bên ngoài nữa nè em. Xe lướt gì anh? Ý là có nhiều người đi muốn mua cái xe lướt á cho nó rẻ tiền á. Nhưng mà không rẻ hơn nhiêu hết á. Không rẻ bao nhiêu hết trơn á mà đi người ta đi rồi mua mới đi luôn trời rồi. Nhiều khi mình giới thiệu cho khách hàng mà nhiều khi khách hàng không nghe mình cũng tức dễ sợ luôn. Thôi thì mỗi người mỗi ý. Mỗi người mỗi ý. Dạ. Ai biết đâu. Xe lướt em đâu mua được xe 2021 đâu. Anh nghĩ em mua tối đa luôn là 2020 thôi. Dạ. Mà nó rẻ hơn 100 triệu mà 2020 cũng để làm gì đâu mà xe người ta đi rồi nữa đúng không? Dạ. Cái này nó tiền độ vô ngon anh. Độ vô nữa hả? Độ vô. Ba em la đó. Em bởi vậy á, em kêu á làm luôn lần nó vô làm luôn lần. Là...
chạy đầm ha, nhẹ nhàng ha. Đầm nhẹ nhàng. Quánh ha, em không đạo bao nhiêu mới chạy ghê thiệt chứ. Vậy hả? Dạ. Chứ xe kia em chạy nó giọt không? Xe của em á. Xe bay em cũng giọt lắm. Xe tao khỏe hả? Dạ. Cái đó có mua 2019 á. Có mua đâu có đi đâu, chắc đậu không? Đậu không mà mới em mua 3 năm rồi đi có 28.000 cây. Tối qua mới leo lên chạy luôn, mới 28.000 cây. Ở kia mua GLC 300 hay là 250 gì cũng được, ba không chịu. Thì ngày xưa mà em mua GLC thì bây giờ em đâu có được chiếc xe này đâu. Đúng không? Ba đâu mua nữa cho em chiếc này đâu đúng không? Đúng rồi. Với lại có rồi mình cũng không có ớt nữa. Mình không khoái nữa phải không? Dạ. Có rồi mình cái không khoái nữa phải không? Mua xe khác. Xe của em nó êm như ta, em chạy nó êm như ta. Hả? Em thấy em ghê. Em. Anh kết nối vào Bluetooth làm sao ta? Bluetooth thì kết nối Bluetooth cho thôi, đơn giản mà. Đây đây. Em hay ăn sáng như này hả? Không, em ít ăn sáng. Dạ, em ít ăn sáng. Vậy hả? Dạ. Tưởng đâu mà xe mẹt mà vô đây mày đổ xăng chứ. Hả? Hai anh em ăn hủ tiếu cả nhà. Ủa có phở nữa hả? Có anh đầy đủ hết đúng không? Anh ăn hủ tiếu rồi. Ủa nên anh Sĩ bị lóc cửa xe rồi, cho nên là không có đi ăn sáng chung với hai anh em. Ở đây, đây chú. Cái này đặc biệt đó hả chú? Hả? Ok, cảm ơn em nha. Từ đây vô mấy cây xăng đàng hoàng đổ nha, đừng có đổ cái cây xăng này nha. Dạ, cái xăng mày chua chứ ai mà đổ cái xăng này. Ủa, đừng có đổ cái xăng này hư xe em luôn á, chết luôn á. Anh giờ mình kết nối sao anh? Không test hả? Vô cây Bluetooth chưa? Rồi. Rồi. À, thoát ra lại đi. Vô cái chữ Bluetooth nè, thấy không? Thiệt bệnh. Nhắn vô đây anh. Cái đèn chuột nè. À, nhắn giữa luôn. Ừ. Đó, xì ke này em phải không? Vô cũ đặt á, chia tay. Chia tay hả? Chia tay. Gì cũng còn đặt nữa sao? Chia tay rồi mày phải đặt cái tên khác cho nó may mắn luôn chứ. Đặt cái tên này sao có bạn gái chứ được. Đấy, đồng ý. Từ từ nôn nao vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Mà có xe chắc chuẩn bị có người yêu đó mày. Đúng không? Hên xui. Dạ. Nè, kết nối nè. Dạ. Em muốn nghe nhạc em phải click vô cái phần mà nghe nhạc giùm anh. Nè. Click cái phần cái hình nghe nhạc nè, nốt nhạc nè thấy không? Đó cho nó vàng lên luôn. Nè nó hả, nó vàng cái này thôi à. Dạ. Giờ mình vàng cái này luôn là vừa nghe nhạc vừa gọi điện thoại. Còn nếu mà em muốn không có nghe, không có gọi điện thoại á. Em chỉ muốn nghe nhạc thôi á. Dạ. Thì sẽ tắt cái màu vàng chỗ này. À. Tắt là mình tắt quay thôi anh. Tắt này nè. Sao điều khiển hay em điều khiển vậy ta? Hả? À. Đi con chuột đây anh. Đi con chuột. Của anh kinh ta này có dán cái gì đây ta? Gọi là khổ dán. Okay. Người ta dán BBS gì đó nhưng mà đừng dán em ơi. Dán BBS nó dán bằng nước. Và nước thì em biết xịt lên chỗ này á thì em biết rồi ha. Dạ. Nó lỗi liền. Nó nhảy tà le luôn á. Bữa nay hai anh em đi giao xe các bạn nhưng mà không có may á. Không có may là cái xe của anh Sĩ nó đã bị lóc cửa rồi ha. Bây giờ đang kêu thợ khóa tới để mà mở cửa này ra. Chắc là tới chiều hai anh em mới về tới Sài Gòn quá. À. Anh Sĩ thì ảnh quên các bạn, bấm lóc cửa mà không lấy chìa khóa. À. Đó, giờ ngồi đợi nè.
Làm này phải tập trung lắm không anh? Ghê không? Nó anh dũa rảnh vào một cái chìa khóa luôn. Đũa tí chạy lên quá rồi cắt đi. Chạy qua cắt cho anh cái ha. Anh sĩ kêu anh chỉ cho anh, mốt đỡ lỡ đi đâu mà xa xa rồi không có biết, không có ai kêu làm luôn. Cái này phải có đồ nghề. Có đồ nghề đó làm thử có được không? Thử đây làm kia được, mình không biết cấu tạo cái khóa nó như thế nào ấy. Đâu có dễ đâu. Thử người ta biết cái cấu tạo trong như thế nào thì mình không biết. Đó bây giờ mới nè nè, nãy giờ là ảnh đi thăm dò ở trong thôi, coi ở trong coi như có đường nào ngoắt méo như thế nào đúng không. Bây giờ bắt đầu đi vô là mở khóa nè. Này nó mới 8 tỉnh thôi, giờ mới lùm à. Giờ là thòng rồi đấy. Thôi ơi, vậy mà nãy giờ hỏa không được, dễ ẹt hỏa không được. Nó có ảnh hưởng gì trong nào anh? Còn anh cứ bình thường, em mở em đâu phá khóa. Rồi bây giờ anh vô anh thử anh mở cái chìa khóa chiếc này nữa nè. Còn chiếc nữa. Có cái khác không để anh thử đấy. Còn chiếc xe này nữa nè, anh vô đây mở thêm chiếc nữa nè. Thì ai mở ghê. Cái này là chìa gốc của nó. Chìa là chìa lô. Chìa lô hả? Sao về mất này chìa gốc của nó. Tí làm lại cái chìa này đâu phải của nó, mở cửa này khó mở. Đúng rồi, đúng rồi. Thế là bị hụt chìa này. Thế là hôm giờ treo đây là mất chìa. Còn chiếc này nữa nè anh, vô đây. Chiếc nào nữa? Chiếc này nè. Chiếc mẹ hả? Chiếc nó mở được. Được không? Chiếc nó mở được không? Được. Cho anh coi chìa khóa nè, vô đây cho coi chìa khóa nè. Chìa phay cái gì đâu mà. Hả? Chìa phay cái gì đâu mà. Chìa phay phải không? Cái chìa nó nằm ở mặt trong. Mặt trong hình con rắn gì. Xe nào đây mở không được. Về qua đây hả? Về qua. Ủa phải xe mẹt em mở được luôn á. Ghê không? Qua em rút về lên tải. Anh làm trong nghề thợ khóa này bao lâu rồi? Khóa này làm cái 6 năm rồi. 6 năm rồi. Đấy lên clip luôn. Về bắt đầu tới Bình Thuận giới thiệu luôn. Ai ở Bình Thuận cần khóa. Mà cái gì mà khó nhất cái đó giờ anh mở là khó nhất là cái gì? Chưa có gì thấy khó. Chưa có gì thấy khó, nhưng mà cái nào mà gây khó hơn những cái khác chứ. Ví dụ như những cái ổ khóa này bình thường, những cái chìa này bình thường là anh em nghĩ là trong vòng 5 phút hoặc là 10 phút là anh có thể mở ra được rồi. Nhưng mà những cái nào mà anh có mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ hoặc là nhiều hơn. Không có xe nào mở 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là nửa xe tiếng đổ lại. Mấy phút là xong. Nửa tiếng đổ lại ha. Mà cái chìa khóa gì là khó nhất anh ạ? Đó chìa đó. Ủa cái chìa này mà khó hả? Cái chìa xe mạt đó đó. Ồ cái chìa xe mạt là khó nhất ha. Cái chìa đó thì cái chìa khóa cơ đó, cái chìa khóa dụ mà cái chìa khóa mà xe mà bị mất á anh, là dụ chìa khóa điện tử á, là tụi em sẽ đặt coi như là nó chuyển cái dữ liệu vô thôi. Chép vô giống như một cái USB, nó chép cái code vô thôi ha, là xong cái chìa khóa điện tử, rất là đơn giản. Nhưng mà cái chìa khóa cơ đó tụi em phải đặt mất 3 tuần lễ ở bên Đức á, nó gửi phôi về. Đây có hết chứ sao không có. Anh làm luôn. Vậy lát nữa lưu cái số điện thoại của anh. Chẳng qua là cái đó nó chỉ có xài cái IC trong đó thôi, quan trọng cái đó thôi, chứ còn cái cơ khóa cơ làm được hết mà. Nói chung khóa cơ, tất cả những cái khóa cơ anh đều làm được. Đúng không? Nói chung khóa cơ khóa đó nói chung cài được hết á. Cái mẹt thì cái khóa mẹt anh đâu có cài được. Còn cái... có mẫu anh cài được hết á. Khóa điện tử thì mình không nói, tại vì nó có cái code của hãng cấp. Có mã số. Nhưng mà có mẫu anh muốn làm bao nhiêu nó cũng có. Nó ông ý là anh sĩ nó chìa khóa cơ ra xe của 3 tiếng nè. Nè xe của 3 tiếng nè. Mà sao nãy anh sĩ quen được ảnh hả? Thì gọi trên máy nhà làm khóa thì cho số. Ồ vậy hả? Vậy anh trong nghề khóa nổi tiếng lắm á. Mà anh có quảng cáo trên mạng không? Anh em khóa là giống như kiểu là có một cái mạng lưới. Nó đúng rồi, nó liên thông với nhau. Bắt đầu là cứ gọi cho một người, người đó đăng lên chẳng hạn ở đâu, ai gần thì người đấy. Thì
tại đây nó có một cái nhà mạng riêng của nó, là giống như ở khu vực nào đó là có người đi vậy thôi. Chủ yếu là ở chuyện ở Xuân Lộc thì có người Xuân Lộc, chủ yếu là truyền miệng đúng không anh, chứ không phải là quảng cáo gì trên mạng đúng không? Có quảng cáo chứ, có quảng cáo luôn, có quảng cáo chứ. Có quảng cáo này anh tìm Google anh mới tìm được chứ. Ồ, hay nói chạy mạng mà, quảng chạy mạng luôn. Hên quá bữa nay gặp được anh, chứ nếu mà không có thì chắc là anh Sĩ chắc cũng phải đập kiến rồi đó. Mà đập kiến thì tốn tiền lắm. Anh tên gì anh? Trí. À, anh Trí nha. Anh Trí làm thợ khóa ở dưới khu vực này, khu vực Bình Thuận. Không, dưới ngã ba Xuân Trá, dưới Xuân Lộc. Xuân Lộc Đồng Nai. Hồi nãy anh chạy lên đây mất bao lâu? Tiếng, nói ảnh tiếng đồng hồ mà. Khoảng tiếng hồ ha, là nhận cuộc gọi là anh đi liền. Ok. Em tưởng đâu là còn đợi lâu nữa đó chứ. Em nói là trời, chắc khoảng 2 tiếng anh mới tới. Tại vì anh nói ở khu vực Đồng Nai. Nhưng mà anh đi trong khoảng km bao xa thì anh đi? Nhiều xa quá anh không đi đúng không? Đi vẫn đi chứ, mà quan trọng mình nhận được giá mình đi thôi. Nhận được giá đi. Thì nói chung là chủ yếu hỗ trợ anh em này nữa đúng không anh? Nhưng mà vừa mình nói nhưng mà cũng được, giá cả thì cũng được. Ví dụ như đi cái này 50 cây đúng không, có nghĩa là không phải bỏ vốn, nhưng mà giá 800 thì phải nói là ví dụ hôm nay chỉ cần cuốc thế là thành như đạt công rồi. Nhưng mà anh làm được nhiều không? Có đó, cái này mình về mình chia cho mạng đó mà đó, cũng xe lại cho mấy anh em nữa đúng không? Rồi, chứ đâu mình đâu hưởng trợ được, tại vì mạng nó chạy một tháng chạy mấy triệu bạc đó, đâu ít đâu. Vẫn chạy mạng luôn. Trích mạng ra. Ai đăng ký vào cái nhóm đấy thì có phí đúng không? Nhưng mà một tháng thường anh làm được khoảng mấy cái khóa như thế này. Có nhiều lắm. Mà hầu như là ngày nào chắc cũng có đúng không? Đúng rồi. Anh em xe tải này thì gần như bị qua. Đây là gần chứ còn đi qua bên Vũng Tàu nữa, bình thường. À đi Vũng Tàu nữa. Có khi nào anh lên Sài Gòn anh làm không? Tại vì ở Sài Gòn chắc cũng nhiều thợ lắm đó. Đó, Sài Gòn nó có thợ ở Sài Gòn chứ. Sài Gòn thì đầy nhóc. Nói chung anh cũng quen biết trên đó, là dù có đài trên đó thì anh hú mấy anh em trên đó. Đúng cho rồi. Mấy anh em nó chạy qua cho nó gần. Đúng chứ rồi. Bây giờ anh đi lên Sài Gòn người ta đợi lâu lắm đúng không? Đúng rồi. Chủ yếu là làm sao mà cho nó nhanh nhất đúng không? Hỗ trợ khách hàng nhanh nhất thôi. Hên quá bữa nay gặp anh chứ không thôi là biết khi nào mới được về. Bây giờ thì Di với anh Sĩ chở anh Chí về lại Xuân Lộc Đồng Nai nè. Anh hồi nãy em thấy anh lấy cái thước gì đó là anh xoay đây xoay là sao? Cái đó để dò bi mà. Ừ, để dò bi hả? Mà anh dò bi cái đó là anh sẽ giống như là biết là cái kết cấu cái bi nó, cái răng nó như thế nào đúng không? Đúng rồi, biết răng sâu răng cạn. Răng sâu răng cạn. Rồi anh nhớ lại hay sao? Mà anh mình anh nhớ nó có, tại vì xe hơi này nó có mặt trên mặt dưới mà bốn trên bốn dưới. Là mặt trên thì nó sẽ trùng với mặt dưới. Không, ừ. Nó không trùng, không có lá nào trùng lá nào hết đó. Ồ. Coi như trong đó 8 răng là nó phải 8 răng khác nhau hết. Đúng rồi, nó ở trên 4 răng, ở dưới 4 răng khác nhau. Anh này nếu mà anh hồi xưa anh học nghề, anh học khoảng bao lâu rồi anh tự ra anh làm được? Học cả 2 tháng. Cả 2 tháng thôi. 2-3 tháng tùy theo người, nhiều người học mấy năm cũng chưa ra nghề. Nói chung là nghề này cần phải có sự coi như là nghiên cứu rồi chịu khó cũng như là phải có cái năng khiếu nữa đúng không anh? Phải kiên nhẫn, phải yêu nó nữa mới làm được. Kiên nhẫn. Anh Sĩ sao? Thì nói chung học được nghề càng tốt thôi, nhưng mà ở quê anh bây giờ người làm khóa gần như là từ ít tới không có. Thế là bây giờ anh mà học khóa về đấy làm sau này là trong nhà dân là bắt đầu mất trộm cái gì cái là cứ hô thằng Sĩ mới mở được cái này thôi. Thế không được. Không nha, cái ngành cái nghề này là nó có tổ đúng không anh? Đúng rồi. Phải không? Nó phải có tâm. Nếu mà mình làm bậy là coi như là mất nghề luôn đúng không anh? Không, mình không phải làm bậy, thế là mình nói kiểu nói. Không, em nghe nói gì đó, nếu mà cái người mà người ta làm không đúng là coi như là sẽ không có cho coi như là mở được ổ khóa nào nữa đúng không? Cái đó có không anh? Không có đâu. Không có hả? Trọng cái lương tâm của mình thôi chứ. À.
Chứ em nghe nói là ai mà làm mà không đúng là tự nhiên là cái nghề nó coi như là nó bị mất tác dụng luôn, không có mở được khóa nữa. Là không phải không? Cái này mình làm bằng cái tâm của mình thôi ha. Cái này nó đâu phải tâm linh đâu mà không làm được nữa thì cái này nó không có nghĩa là người ta nói là cái người mà làm mà mở khóa thì cái người đó phải có cái tâm. Có cái tâm anh đi giúp người ta, giúp cái này giúp người ta, nhưng mà anh sử dụng cái đó của anh mà để anh đi làm những cái việc không tốt á thì kiểu giống như là bây giờ anh đang có nghề anh làm rất là tốt đi, nhưng mà anh làm không đúng thì tự nhiên giống như anh mở khóa không được nữa. Ý là không có khách rồi này kia đúng không? Không có khách hay là hoặc là cái nghề của mình tự động cái nó mình không làm được nữa. Như vậy thì người ta nói vậy thôi. Nhưng mà cũng không phải đúng anh ha. Cái này là mình sử dụng cái kinh nghiệm của mình sử dụng cái năng khiếu của mình nữa. Thật ra là mình thấy nha, cái làm khóa này gần như cái người mới ra nghề mà để đầu tư những cái đồ nghề đấy mà bỏ tiền ra thì mình thấy nó cũng không phải là nhiều tiền lắm đúng không? Không nhiều chứ. Mình mới rồi mình phải biết chứ, mình mua đồ về nhiều khi cũng đâu có xài được đâu mà. Cũng phải mua lại. Thì cái đấy nếu mà đi học người ta hành nghề rồi người ta có thể tự tin ra rồi thì người ta sẽ biết mấy cái đó. Ngoài cái công việc mà anh làm khóa này anh có làm thêm gì nữa không? Không. Coi như chỉ làm khóa thôi. Làm khóa thôi là đủ trang trải cuộc sống rồi ha. Thu nhập mỗi tháng từ nói chung 20-30 ngay. Làm gì có đâu ra. Anh sĩ thì ảnh chạy xe gì tháng cũng được 30. Mày đừng có nói xạo. Chưa kể tiền bo này khách cho nữa ha. Đúng không anh sĩ? Nếu mà mỗi tháng khách bo cho được khoảng 17 triệu thì được 30 đấy. Giờ lương của anh sĩ được 13 triệu. Mà 13 triệu anh là chạy cũng đuối luôn đó. Tại vì em đi với ảnh em biết, hai anh em là đi coi như liên tục luôn mà. Em là phụ lơ xe cho ảnh thôi. Phụ lơ xe thì anh biết rồi ha. Ổng lương 13 triệu thì phụ lơ chắc cũng không nửa giá rồi ha anh sĩ ha. Lơ xe thì nói chung là lấy tiền YouTube thôi. Lấy tiền YouTube được rồi ha. Gọi lãnh lương hả anh chị? Gọi lãnh lương. Lơ xe mà ngủ, lên xe cái là ngủ như kiểu là... À em quên nữa, hỏi anh cái vụ này coi. Ở Sài Gòn người ta hay xài mấy cửa từ cảm ứng vân tay rồi đó, anh mở luôn không? Có, nó mở được mà, nó có chìa khóa phụ mà. À mở lên luôn. Và những vụ hết pin rồi đó, lâu quá người ta đi người ta quên. Hết pin nó vẫn có ổ khóa phụ mà. À, là mình mở luôn. Giống như mẹ cái này phải có khóa cơ. Tất cả cái nào có khóa cơ hết đều có khóa điện tử và đều mà có khóa anh cơ. Đâu có nhìn thấy cái ổ khóa cơ của nó đâu, anh phải gỡ cái nắp kia ra anh mới nhìn thấy được cái ổ khóa nó nằm ở trong cái nắp tay cầm. Thì giống mẹ cũng vậy, mẹ nó nằm đẩy nắp lại, chìa khóa cơ đẩy nắp lại. Tại vì để cái khóa cơ ra ngoài nó không có đẹp anh thấy không? Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cái đó cũng vậy, nói chung là cái đó là trong ngành tôi mới nhìn mới biết, không phải ai cũng biết thôi. Hồi đó giờ anh có đi mở cửa mà máy bay chưa? Chưa. À, cửa máy bay thì chưa mở. Xe hơi thì có, xe tải thì có. Chừng nào mà anh mà bên thợ, nhiều khi á biết sao không? Cái clip này của em đăng lên đi. Thấy không? Rồi mấy anh mà lái máy bay đó, ảnh bị quên cái chìa khóa giống của anh sĩ gì nè. Thì có cái số điện thoại của anh rồi, người ta alo cho anh thôi. Đúng không? Nhưng mà mai mốt mà có lãnh được mấy cái kèo đó nhớ em nha. Đây em quảng cáo cho anh. Như thế này này, khi máy bay ví dụ như tài xế máy bay quên chìa khóa đúng không? Ừ. Chuẩn bị lóc cửa thì trong máy bay nó sẽ tự động gọi. Ví dụ mày là tài xế đúng không? Trong máy bay nó chế độ tự động gọi Duy ơi, quên chìa khóa. Phi công nhưng mà tài xế. Anh lái xe người tài xế. Ta gọi là tài xế đi. Tài xế máy bay ha. Mày chuẩn bị bước ra, chuẩn bị lóc cửa cái ở trong tự động gọi Duy ơi, quên chìa khóa. Đấy, là mày biết cho nên máy bay không bao giờ mà lóc cửa được. Ok, vậy chắc người ta cũng tính rồi ha anh sĩ ha. Tính nhất rồi. Thì anh Chí máy. Anh Chí thì từ xưa tới giờ thì coi như là trải qua rất là nhiều cái ổ khóa rất là khó rồi. Nhưng mà chìa khóa máy bay thì anh Chí chưa có làm. Thật sự anh Chí chia sẻ là chưa có làm chìa khóa máy bay. Thì hy vọng là sắp tới đó,
anh Chí sẽ phát triển thêm bên cái lĩnh vực là mở cửa máy bay nếu mà các anh phi công hay là gì đó quên cái chìa khóa. Sau khi mà giao xe cho Tiến xong á các bạn thì Tiến gửi tặng cho Duy và anh Sĩ một thùng thanh long ruột đỏ anh Sĩ. Thanh long ruột đỏ ngon ha, thanh long ruột đỏ là ngon nhất đúng không anh? Đúng rồi. Thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi, rất là cảm ơn Tiến ha đã theo dõi những cái clip của Duy cũng như là đã tin tưởng ủng hộ Duy và chọn chiếc xe C180 AMG làm cái người bạn đồng hành của Tiến trong cái thời gian sắp tới ha. Thì anh chúc cho Tiến và gia đình thật nhiều sức khỏe cũng như là gặp nhiều cái thuận lợi và nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, và rất là cảm ơn anh Chí ha, đặc biệt là anh Chí ha, nhờ anh Chí mà bữa nay là hai anh em còn về để mà anh chiều nay anh Sĩ giao xe ha anh Sĩ ha. Chiều giao cho đình vũ chiếc xe GLB 35 AMG ở Bình Dương nữa đó. Thôi thì bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là các anh chị nào mà có thể là cần anh Chí ha, anh Chí hỗ trợ về mở khóa ở khu vực này ha anh Chí ha, Bình Thuận và Đồng Nai luôn, thì cứ alo cho anh Chí, số điện thoại anh Chí số mấy luôn? 0815 775571. Ok. 0815 775571. Đó, anh Chí rất là nhiệt tình các bạn. Khi mà nhận cuộc gọi của anh Sĩ xong á thì Duy nghĩ chắc là em nói chắc cũng khoảng 2 tiếng anh mới tới. Không, nói chung anh này anh cũng nhiệt tình cái này, có nhiều người gọi thì bảo thấy xa lắm. Xa quá rồi không đi đúng không? Mà hẹn thời gian lâu lắm. Ừ. Hên quá có anh Chí nè. Cảm ơn anh Chí nhiều nha. Chắc ok. Anh nhận được cái là anh đi luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share với mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.